Em chào chị, hiện tại em là sinh viên của trường đại học Thủ đô. Hiện tại em đang là năm 3. Về quá khứ của em thì em đã từng làm cho công ty LQA. Em làm về xử lý dữ liệu hình ảnh và em đã tham gia trực tiếp vào dự án của công ty là Annotation. Em cũng đã được nhiều feedback về dự án khá tốt. Và thông tin thứ hai em đó là thực tập sinh cho công học viện đào tạo IIT của ICT, và em làm bên đấy là em hỗ trợ về phát triển của công ty và tạo dựng được cái thương hiệu của IIT cho lên mạng trang mạng xã hội. Về kỹ năng của em thì theo quan điểm thì em có kỹ năng giao tiếp ổn, kỹ năng làm việc team tốt. Về học vấn của em thì về sở thích thì em có những cái sở thích như là xem phim, mua sắm hoặc là đi cà phê nói chuyện với các bạn bè. Hello. Sao cái đơn vị GPA này của em thì là 7.5 mà bạn kia thì ghi 3 chấm mấy trên 5 là sao? Mỗi người một đơn vị à? Một bạn là điểm theo hệ 10 với cả một bạn là theo hệ 4 nhé. Có hai loại thế à? Tại sao em lại chỉ năm thứ 3 thì chị tưởng chị đang dạy tất cả năm thứ 4? Vâng, năm thứ 4. Chị đang ngồi nghĩ ở sao? Hả? Tại run quá. Run quá. Chị lại đang tưởng có bạn nào học vượt cấp lên chạy lên đây. Không có kỹ năng gì để trình bày ở phần này à? Mặc dù tham gia về annotation hiện về kỹ năng nhiều hơn là công nghiệp, em hiểu không? Công việc của em là xử lý hình ảnh, ok đúng, nhưng mà nó có những cái kỹ năng mà em học được thì em nên trình bày ra, chứ còn về mặt công việc thì có thể sau này nó chẳng liên quan gì đến annotation cả. Hiểu không? Ví dụ nhá, em muốn apply vào vị trí tester, nhưng trước đây em đã thực tập ở LQA ở vị trí annotation. Đồng ý, ok, em đang xử lý phần ảnh, nhưng mà em lại học được, ví dụ như em learn được cái gì, learn được cái phần mà chi tiết, chính xác, độ chính xác và chi tiết, đúng không? Kỹ năng làm việc tốt của cá nhân em ấy, tức là làm cái gì nó phải tốt luôn từ đầu ấy, đúng chưa? Xong rồi kỹ năng làm việc với nhóm, thao tác giao tiếp với nhóm, report báo cáo hàng ngày, quản lý công việc, quản lý tiến độ của bản thân. Đó, những cái đó mình cần viết là CV nhiều hơn là viết kể về một công việc cụ thể nào đấy, vì công việc cụ thể đấy có thể sẽ không liên quan đến cái mà em đang xin vào. Annotation làm thần về xử lý ảnh, còn mình đang đi xin về tester, nên mình phải bẻ lái đi. Bẻ nghĩa là gì? Công việc thì tôi làm như vậy đó, nhưng mà đấy, công việc đấy là họ cho tôi thực tập, còn tôi học được cái gì ở trong công ty đấy thì cái mình học được là những kỹ năng, hiểu chưa em? Vâng. Nên cái phần về kinh nghiệm này mình sẽ bẻ lái để làm sao nó phù hợp với cái vị trí công việc của mình đang muốn tham gia vào. Và muốn biết kỹ năng của tester là gì thì lên trên mạng. Nó có những cái kỹ năng như là chăm chỉ, cẩn thận, tò mò, rồi là có gì đó good communication đó, rồi là quản lý công việc, quản lý tiến độ đó. Tất cả những cái đấy mình bẻ sang hướng kỹ năng để nó phù hợp với cái job và làm sao bên tuyển dụng họ sẽ phải tuyển mình á. Thì em bẻ hướng đấy chứ đừng còn không cần phải mô tả kỹ là em đang làm cái gì ở trong cái công ty đấy cả, bởi vì nó không liên quan đến công việc đấy, đúng không? Còn nếu như cái công ty mà em làm mà nó có liên quan, ví dụ như NIT này mà có liên quan đến phần tester thì em sẽ kể thêm. Còn nếu không có liên quan thì mình bẻ hướng sang là kỹ năng mình học được, hiểu chưa Nhàn? Chỗ NIT này em làm gì? Kiểu là quảng cáo cái thương hiệu cho nó xuất hiện lên trên các trang mạng xã hội ạ. Làm kiểu chăm sóc khách hàng, hỗ trợ nó trên Facebook là chủ yếu đúng không? Có viết bài gì có viết cho họ không? Có viết phần đây. Có viết bài theo hướng dẫn đặt hàng của họ hả? Thế em đã tham gia hay em có biết gì về những cái công cụ test nào chưa? Dạ chưa. Giống lúc nãy các bạn nhé, chị nói nhé, template là template nhưng phần mình thêm vào thì vẫn phải thêm nhá, đừng để nó đẹp quá trong một cái mà sau rồi cả CV không có gì để chị phỏng vấn nhá. Ok.
Nghĩa là em sẽ phải thêm các cái điểm môn học của em vào đây này. Thêm các cái dự án, các cái tool này. Các cái tool thì trong các môn khác chị đang yêu cầu bọn em tìm hiểu á. Đấy chính là một cái để mình liệt kê ra, mình có cái gọi là có làm việc với những cái tool đấy thì nó sẽ tốt hơn việc CV trình bày không có cái gì cả. Điểm môn học này, các cái bài tập lớn đã tham gia này, các cái tool, các công cụ đã sử dụng này, kể cả công cụ về code hay về lập trình hay về kỹ thuật gì cũng được, cứ liệt kê đó ra thì người ta sẽ